Đại diện cơ quan sổ số bang Massachusetts của Mỹ vừa cho biết là đã tìm được chủ nhân cho giải độc đắc Powerball trị giá 759 triệu đô la Mỹ. Đây là giải độc đắc lớn nhất mà một người từng trúng thưởng trong lịch sử Bắc Mỹ bởi vì hồi tháng 1 năm ngoái thì giải thưởng kỷ lục là 1,6 tỷ đô la Mỹ thì phải chia cho những ba người trúng thưởng cơ. Có lẽ là nhiều người Mỹ thì đang cảm thấy cực kỳ tiếc nuối khi mà tấm vé độc đắc này thì đã trượt khỏi tay mình. Thế nhưng mà lại đối với rất là nhiều những người khác thì đó lại là một điều may mắn. À, tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? À, chẳng lẽ là lời nguyền sổ số thì lại có thật? À, những thông tin sau đây sẽ giúp cho quý vị có được câu trả lời. Đối với rất nhiều người Mỹ, những câu chuyện về cuộc sống hậu trung số thật sự là một nỗi ám ảnh, phá sản, bị sát hại hay bị đau đầu độc là hàng loạt bi kịch của nhiều người trúng số số hàng triệu đô la Mỹ ở Mỹ. Đầu tiên có thể kể tới Jack Whitaker. Trước khi chúng giải số số 315 triệu đô la Mỹ ở Tây Virginia năm 2002, Jack, 55 tuổi, đã là một triệu phú và là chủ tịch một công ty xây dựng. Tuy nhiên, 4 năm sau khi trúng số, công ty Whitaker phá sản. Cháu gái và con gái của ông cũng chết sớm vì dùng ma túy quá liều. Bản thân Whitaker bị cướp 545.000 đô la Mỹ khi đang ngồi trong ô tô ở câu lạc bộ thoát y. Sau Jack Whitaker, Abraham Shakespeare cũng có kết cục không mấy tốt đẹp, trúng số 30 triệu đô la Mỹ năm 2009 và ít lâu sau anh bị sát hại. Người đàn ông 47 tuổi bị bắn hai phát vào ngực và bị chôn dưới phiến bê tông ở sân sau. Urokhan, người bang Illinois, chết năm 2012, một ngày sau khi nhận khoản tiền trúng số 1 triệu đô la Mỹ, bác sĩ pháp y sau đó phát hiện nguyên nhân cái chết của Khan là do bị đầu độc bằng cyanua. Tuy nhiên không chỉ có ba người này trong danh sách gặp vận đen hậu trúng số còn có rất nhiều tên tuổi khác và đó là lý do tại sao rất nhiều người Mỹ cảm thấy sợ trúng số, dù ở nước này chơi sổ số vẫn là đam mê của rất nhiều người.